Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay tôi có lời Chúa dành cho anh chị em. Và tôi hy vọng rằng lời này sẽ giúp đỡ tất cả anh em mình để chúng ta cùng lớn lên trong Chúa. Và chủ đề tôi chia sẻ cho anh chị em hôm nay gọi là sự lãnh đạo. Anh em hãy khoan nghĩ khi tôi nói đến từ lãnh đạo, anh em nghĩ những gì to tát quá, đúng không? Chắc chắn rằng chúng ta khi nghe cái từ lãnh đạo là mình nghĩ ngay đến những cái gì rất là lớn lao. Nào là điều hành cái nọ, điều hành cái kia, ngồi một chỗ ra điều khiển, không phải. Tôi nói về sự lãnh đạo nó có nghĩa là một cái nhiệm vụ, một cái chức phận mà Đức Chúa Trời đặt để cho chúng ta trên đất này. Từ những việc nhỏ nhất là trong cuộc sống cá nhân, đến gia đình, đến cộng đồng, rồi đến nhiều cái điều lớn lao hơn. Nhưng nguyên tắc của Chúa là chúng ta hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Ai trong chúng ta cũng đều được Chúa kêu gọi để lãnh đạo. Lãnh đạo chính cuộc sống của mình là cái đầu tiên. Ngày hôm nay khi chúng ta nói đến lãnh đạo đó thì không có nhiều người, không có nhiều người cảm thấy có ấn tượng về cái từ này. Bởi vì cái vai trò lãnh đạo đã bị coi thường và mờ nhạt, vì cái quyền lực lãnh đạo đã bị lạm dụng quá nhiều, khiến cho khi chúng ta nói ra, khi chúng ta rao giảng về điều này thì không còn cái nhiều người lắng nghe nữa. Và trên thế gian cũng rất là ít và hiếm những lãnh đạo làm gương. Khi nói đến lãnh đạo thì người ta biểu môi, người ta chê bai nhiều hơn là khen ngợi. Vì người ta đã lạm dụng quyền lực ở cái vị trí lãnh đạo. Người ta đã hứa rất là nhiều nhưng không giữ lời hứa. Người ta đã trở thành một con người khác khi người ta đứng vào vị trí lãnh đạo. Tại sao vậy anh chị em? Đơn giản một điều là bởi vì người đời này, người ta đã hiểu sai quá nhiều so với Kinh Thánh về cái định nghĩa của sự lãnh đạo. Anh chị em thử nghĩ ha, nhất là cái văn hóa Á Đông của mình đó. Người nào có con sinh ra họ đều nói: con tôi mai mốt là làm giám đốc đấy, con tôi sẽ làm ông nọ ông kia, con tôi sẽ đứng trên vị trí là lãnh đạo người khác đấy. Người ta luôn luôn định hình cho đứa nhỏ, những cái bạn thanh thiếu niên, một cái hình ảnh của người lãnh đạo. Nhưng mà đáng tiếc rằng đó là hình ảnh sai. Bởi vì người ta nghĩ rằng lãnh đạo có nghĩa là ngồi không, điều khiển cai trị mọi sự và không làm gì. Lãnh đạo là khỏe, được hưởng nhiều nhưng mà lao động ít, phải không ạ? Được ở những cái vị trí tốt, được hưởng nhiều những cái bổng lộc hơn nhưng mà mồ hôi không phải đổ. Người ta nghĩ vậy. Và cái đời này, thế tục này đã giáo dục con người theo kiểu đó, để rồi mỗi một người sinh ra ở đời tiến hơn và họ muốn bước lên cái vị trí đó và làm ra nhiều điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Những lãnh đạo lạm dụng quyền lực, những lãnh đạo làm cho mất niềm tin và xói mòn niềm tin của con người, những lãnh đạo làm cho những cái điều bậy bạ trên thế giới này được nảy sinh, rồi có những lãnh đạo làm gia tăng những điều ác trên thế giới này. Và điều đó khiến cho phần lớn chúng ta, người dân, coi thường và làm mờ nhạt đi cái vị trí lãnh đạo. Ở những đất nước dân chủ thì người ta thậm chí còn làm ngược lại, người ta coi thường cả lãnh đạo. Người ta thậm chí là vẽ tranh để bêu xấu lãnh đạo. Người ta châm biếm lãnh đạo, người ta cười cợt lãnh đạo, người ta khinh bỉ lãnh đạo. Người ta gọi đó là dân chủ. Nhưng xin thưa, đó không phải là quan điểm Kinh Thánh. Đó là mình đã làm
làm quyền và mình đã chuốc lấy cái sự xấu xa rủa xả vào đời sống của mình khi mình coi thường lãnh đạo. Đất nước phải có lãnh đạo, gia đình phải có lãnh đạo, một cộng đồng phải có lãnh đạo, tất cả mọi thứ. Và Kinh Thánh chép rằng mỗi một con người phải tôn trọng lãnh đạo của mình. Thế nhưng vì một lý do nào đó, chúng ta ngày hôm nay có những cái văn hóa rất kỳ cục, và người ta gọi đó là dân chủ, người ta gọi đó là tự do, tự do ngôn luận, tự do muốn nói gì nói, phải không ạ? Nhưng cái đó không phải là quan điểm Kinh Thánh. Và hôm nay chúng ta sẽ cậy ơn Chúa, mình xem xét một vài cái điều liên quan đến sự này, để chúng ta chỉnh lại cái suy nghĩ của mình, chỉnh lại cái hành vi lời nói của mình trong cái cuộc sống, để khiến cho chúng ta được tốt lên và được phước từ nơi Chúa. Thưa anh chị em, dù gì đi chăng nữa thì ngày hôm nay vị trí lãnh đạo và con người lãnh đạo có một cái vai trò nhất định không thể thiếu trong cuộc sống này. Dù nhiều sự xấu xa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng gạt bỏ cái vai trò lãnh đạo. Thế giới cần những lãnh đạo tốt. Và một cái lẽ thật rất quan trọng mà chúng ta cần biết hôm nay, đó là điều tốt hay điều xấu, phát triển hay là đứng yên của một cộng đồng phần lớn phụ thuộc vào cái vai trò lãnh đạo. Đó là sự thật. Anh em đọc Kinh Thánh sẽ thấy một ông vua lãnh đạo giỏi và kính sợ Chúa khiến cho đất nước được phát triển. Một ông vua lạm quyền và không kính sợ Chúa khiến cho đất nước tàn mạt và rủa xả. Anh em thấy rồi đó, phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo. Cho nên khi tôi nói về sự lãnh đạo ngày hôm nay, ý tôi muốn nói về cái sự phục vụ của người đó, chứ tôi không nói về cái sự cai trị, thống trị hay quyền lực. Và quan điểm đầu tiên của Kinh Thánh nói về lãnh đạo liên tục gắn liền với chữ phục vụ, và tôi gọi là lãnh đạo phục vụ. Và điều đó có thể khiến cho tâm trí chúng ta hôm nay phải thay đổi một chút. Làm lãnh đạo có nghĩa là phục vụ nhiều hơn, phục vụ chính xác hơn, phục vụ có trách nhiệm hơn. Đó gọi là lãnh đạo. Nếu như tất cả ai trong chúng ta cũng hiểu được điều này, thì có lẽ rằng trong cuộc sống chúng ta sẽ bớt đi những nỗ lực, những tham vọng để bước lên cái vai trò lãnh đạo. Chắc chắn là như thế. Vì người ta hiểu sai cho nên người ta cố gắng bước lên và đặt tất cả mọi tham vọng, nỗ lực bằng mọi giá, bỏ tiền ra, dùng mưu mô, dùng cái mưu trước, dùng những quỷ quyệt để chúng ta trèo lên cái vị trí lãnh đạo, vì người ta hiểu sai đi cái vai trò lãnh đạo. Thưa anh chị em, vai trò lãnh đạo đúng của Kinh Thánh là gì? Lãnh đạo nghĩa là phục vụ. Tôi gọi là lãnh đạo phục vụ. Và trong Kinh Thánh, anh chị em ơi, tất cả mọi người lãnh đạo đều đi lên từ những con người phục vụ, và từ cái vị trí thấp nhất, tôi gọi là vị trí tôi tớ. Một người lãnh đạo luôn luôn đi từ vị trí tôi tớ. Và điều đó hãy khiến cho anh em mình hôm nay thay đổi suy nghĩ. Tôi muốn thay đổi tâm trí. Vì khi tâm trí mình thay đổi, cuộc sống mình thay đổi, phận sự mình thay đổi, chức vụ mình sẽ thay đổi, nếu tâm trí mình được thay đổi và đúng với Kinh Thánh. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ lấy một vài ví dụ ở trong Kinh Thánh để nói về cái vai trò lãnh đạo là sự phục vụ. Lãnh đạo là một tôi tớ. Tại sao vậy? Vì điều đó nó quyết định hành vi của chúng ta, quyết định cái bổn phận cá nhân của mình cũng như trong gia đình mình. Bây giờ mình nói một cái điều nó đơn giản nhất là cá nhân và gia đình thôi, không nói sâu xa. Trong gia đình, nếu như người lãnh đạo, người đầu trong gia đình mà nghĩ rằng mình chỉ là thống trị điều khiển chứ mình không phục vụ, thì gia đình đó tràn đầy áp lực, sợ hãi, đau đớn, tổn thương và nhiều điều có thể đổ vỡ. Tôi gọi đó là sự bạo hành, không phải lãnh đạo. Cho nên văn hóa Á Đông mình có cái chuyện là ô, cái anh này gia trưởng lắm. Anh em hay nghe cái từ đó không à? Rất là gia trưởng. Gia trưởng có nghĩa là gì vậy? Người ta nghĩ rằng cái người đầu trong gia đình này là gia trưởng, có nghĩa là hãy anh này nói cái gì
là tất cả phải nghe, không cần biết đúng sai, gọi là gia trưởng, phải không ạ? Và điều đó đem lại nhiều cái sụp đổ ở trong đời sống gia đình và cá nhân. Nhưng hôm nay xin Chúa cho chúng ta thay đổi lại đi, phải không ạ? Cái ý muốn của Đức Chúa Trời muốn một người đứng ở vị trí lãnh đạo là người có tinh thần phục vụ người khác. Lãnh đạo không phải là một chức danh. Không phải tôi ký vào tờ giấy, tôi phong anh làm lãnh đạo là anh làm lãnh đạo. Không phải vậy đâu. Cái đó người ta gọi là trên giấy tờ thôi. Còn lãnh đạo thực sự đó là cái sự nể phục từ trong lòng của người khác đối với anh. Đó là lãnh đạo. Lãnh đạo có nghĩa là từ trong lòng anh thu hút người khác theo tấm gương của anh và đi theo anh một cách tự nguyện. Đó là lãnh đạo đúng nghĩa của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta không hiểu điều này, cho nên kể cả trong hội thánh, chúng ta đặt những con người vào những vị trí, chúng ta đóng mọc vào và chúng ta nói rằng người này ở trong vị trí này các anh phải nghe. Và điều đó gây ra rất nhiều sụp đổ. Không phải như vậy anh chị em. Lãnh đạo trong Chúa là lãnh đạo thu hút từ tấm lòng. Chúng ta hãy nhìn vào tấm gương của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu kêu gọi những người đi theo họ và họ đi theo. Họ nhìn vào Ngài, họ bắt chước Ngài, họ thấy Ngài, cách Ngài nói, cách Ngài ăn ở, cách Ngài đối xử, cách Ngài ứng xử với tất cả mọi người, và tự nguyện đám đông đi theo Chúa. Thậm chí Chúa Giê-xu còn nói với các môn đồ rằng tất cả mọi người đều bỏ đi hết rồi, thế rồi các con có đi không? Nếu muốn đi thì thôi đi luôn đi. Chúa nói thoải mái. Nhưng 12 người nói sao ạ? Không, bây giờ bỏ thầy con biết theo ai? Cá thuyền chài lưới vứt hết rồi, bây giờ bỏ thầy thì con biết theo ai? Vì thầy có lời của sự sống. Anh em theo mà. Họ nghe lời của Chúa, họ thấy tấm gương của Chúa, và từ trong tấm lòng họ đi theo Chúa. Anh chị em yêu mến ơi, trong gia đình, anh chị em muốn người vợ, người chồng, con cái theo mình thì đừng bao giờ lạm dụng quyền lực, nhưng hãy thu hút lòng người bằng lối sống đầy tình yêu thương và tử tế của Chúa. Đó là cách của Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời muốn một người lãnh đạo thực sự theo lòng của Ngài. Tôi gọi đó là lãnh đạo phục vụ. Anh chị em ơi, ai cũng thích gần cái người phục vụ cả. Ai cũng thích gần cái người mà đến gần cạnh thì người ta sẽ hỏi: anh chị ơi, có khát nước không? Tôi xin mời anh chị một cốc nước. Có thích uống trà không? Tôi mời anh chị một ly trà. Có đói bụng không? Tôi xin cho anh cái bánh này nè, có sẵn nè, xin ăn đi cho đỡ đói. Ai cũng thích gần cái người mà quan tâm, chăm sóc, nhìn thấy nhu cầu và muốn đáp ứng nhu cầu của mình. Anh chị em có amen với điều đó không ạ? Đó là cách của Chúa Giê-xu. Tại sao đám đông đi theo Chúa Giê-xu? Vì Ngài đáp ứng nhu cầu của họ. Họ bệnh tật, họ đi theo Chúa và Chúa chữa lành họ. Họ đói đi theo Chúa, Chúa hóa bánh ra cho họ ăn. Họ đau buồn, họ khổ sở trong tội lỗi, họ đi theo Chúa và Chúa làm cho họ vui tươi trở lại. Và họ đi theo Ngài một cách tự nguyện. Trong cuộc sống cá nhân, trong gia đình, anh chị em ơi, hãy bắt đầu vai trò lãnh đạo của mình bằng cung cách phục vụ chu đáo của chúng ta. Tôi nghĩ nếu chúng ta hiểu điều này và đem áp dụng nó trong gia đình, trong hội thánh, thì tôi thấy rằng hội thánh tràn ngập tình yêu, gia đình tràn ngập tình yêu, và đó là lãnh đạo đích thực. Lãnh đạo đích thực đi lên từ một tôi tớ. Thực sự như vậy anh chị em. Bây giờ chúng ta hãy lấy một vài ví dụ trong Kinh Thánh ha. Ví dụ như Môi-se. Môi-se không ai là từ chối rằng là ông là một lãnh đạo đại tài. Ông là một lãnh đạo của 2 triệu dân Do Thái.
Ông là một lãnh đạo phải nói là tài ba để có thể cai quản một đám đông cứng đầu nổi loạn ở trong sa mạc. Và có người nói bởi vì ông xuất thân từ hoàng tử Ai Cập, ông học quá nhiều sự khôn ngoan cho nên ông được như vậy. Nhưng xin thưa, khi mình đọc kỹ lại Kinh Thánh mình sẽ không thấy điều đó. Xuất Ai Cập ký chương 3 chép rằng Môi-se bắt đầu vai trò lãnh đạo của mình ngay khi ông đang chăn đàn chiên đàn cừu cho cha vợ của mình tại núi Horeb. Xuất Ai Cập ký chương 3 câu 1 đến câu 2. Và ông đã làm vị trí đó 40 năm. Ông làm vị trí nào 40 năm ạ? Vị trí đi chăn cừu thuê cho cha vợ của mình. Ông học tập phục vụ, ông học tập vâng lời, ông học tập cống hiến, ông học tập bằng lòng với cuộc sống của mình trước khi ông được Đức Chúa Trời đặt vào vị trí lãnh đạo. Anh chị em yêu quý ơi, nếu chúng ta chưa học để khiêm nhường đủ thì Đức Chúa Trời chưa đưa chúng ta vào vị trí lãnh đạo. Tại vì thực sự trong con mắt của Chúa, lãnh đạo là phục vụ. Cho nên nếu chúng ta không khiêm nhường đủ, chúng ta sẽ không thể phục vụ người khác được. Nếu chúng ta không thể hạ mình đủ, chúng ta không thể phục vụ người khác được. Và chúng ta đã làm xói mòn đi cái vai trò thực sự mà Đức Chúa Trời đặt để ở trong Kinh Thánh. Ngày hôm nay tôi xin nhắc lại, lãnh đạo rất cần. Một gia đình cần lãnh đạo, một hội thánh cần lãnh đạo, một đất nước cần lãnh đạo, một thành phố cần lãnh đạo, rất là cần. Nhưng cần những lãnh đạo đúng theo lòng của Chúa. Tôi xin nhắc lại, đó là lãnh đạo phục vụ. Anh chị em có muốn gia đình của mình êm ấm không? Chắc chắn là muốn, phải không ạ? Anh em có muốn gia đình của mình vợ chồng thương yêu nhau, con cái thương yêu nhau và sống trong một bầu không khí tràn đầy cái sự cảm thông, bình an, vui mừng không ạ? Chắc chắn là muốn. Tôi xin nói với anh chị em, điều đó được quyết định bởi vai trò lãnh đạo trong gia đình. Thật sự nó là như vậy. Gia đình cần có sự lãnh đạo, và gia đình cần một sự lãnh đạo, đó là sự lãnh đạo phục vụ nhau. Phục vụ nhau, không phải cai trị mà phục vụ nhau. Anh em thử đi. Hôm nay tôi nói vài lời đây, có những người chồng, người vợ về thử thay đổi đi. Thử phục vụ đi, anh em sẽ thấy. Có lần tôi sang bên Indo, có một sư nọ, ông kể câu chuyện rất là hay. Và tôi cảm thấy là rất được gây dựng về câu chuyện này. Ông mục sư này rất là được ơn và ông đi giảng đạo khắp mọi nơi thôi. Cho nên là mỗi lần ông đi về đó thì ông quăng cặp táp con gái, ông nằm dài trên giường và ông nói: vợ ơi vợ, đấm lưng cho anh cái coi, so bóp cái coi, anh đi giảng đạo phục vụ Chúa về mỏi mệt quá. Cô vợ thì vì làm vợ phải vâng phục mà, lấy dầu vừa đấm vừa so bóp. Nhưng mà vừa đấm vừa lầm bầm: ôi em rửa bát nè, em nấu cơm nè, em làm đủ thứ nè, em giặt quần giặt áo, em bế con nè, đủ kiểu, bây giờ còn đấm 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 gì nữa. Và làm cho con như lạnh tê tái luôn. Đấm một hồi con như không thấy gọi là giãn xương giãn cốt, mà thấy gọi là ê ẩm cả người. Việc này làm sao như thế này được? Nào Chúa, không lẽ vợ không yêu thương con? Tại sao lại Chúa lại đem cho con người vợ gì mà tào lao thế này, mệt quá. Con phục vụ Ngài mà sao con không được phục vụ? Một lần nọ, ảnh cũng đi như vậy đó. Nhưng mà trên đường chuẩn bị về, ảnh cầu nguyện Chúa, nói: Chúa, con mệt thiệt sự, bây giờ con muốn về nhà, con muốn được hưởng một chút, chăm sóc được không Chúa? Chúa nói được. Nói: thế thì làm sao? Nói: thế còn gặp chịu vâng phục nghe theo sự chỉ dẫn của ta không? Nói: chịu. Thì Chúa nói: con về nhà, ta chỉ cho con cách. Thay vì con nói vợ đấm lưng con, thì con về nhà con hay nói: vợ ơi, lại đây để anh so bóp cho. Em làm mệt lắm rồi,
em giặt quần giặt áo, chăm con nấu cơm nhiều lắm rồi, nằm xuống đây anh xoa bóp từ đầu đến chân chưa? Cô vợ tròn tròn mắt lên, nấu xong đây hôm nay cũng lạ đó nha. Nhưng mà cũng vẫn nghe lời, cô vợ đập dài xong bắt đầu anh xoa bóp nhẹ nhàng, em ơi tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Sau nửa tiếng cô vợ thấy thoải mái quá rồi, cảm ơn anh tuyệt vời, bây giờ đến lượt anh xoa nằm xuống để em xoa bóp cho. Và nói cái này là mấy cái thực sự là massage đây. Anh em thấy không ạ? Khi chúng ta muốn hưởng hạnh phúc, hãy trước hết phục vụ người khác. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta hay lạm dụng quyền lãnh đạo, lạm dụng cái quyền của mình để bắt người khác phục vụ mình. Anh chị em à, mình sẽ không nhận lãnh sự hạnh phúc từ sự phục vụ đó đâu. Nhưng sự phục vụ đem lại sự thỏa lòng cho mình là sự phục vụ mà trước hết mình phục vụ người khác. Amen chứ? Cái đó là bí quyết. Cho nên hôm nay tôi muốn thay đổi suy nghĩ của anh chị em. Hãy phục vụ người khác trước khi muốn người khác phục vụ mình. Hãy làm điều mà anh em muốn người ta làm cho mình trước hết. Đó là nguyên tắc vàng của Chúa Giê-xu. Và nguyên tắc đó cũng được áp dụng trong vai trò của một người lãnh đạo, trong hội thánh, trong gia đình, trong đời sống cá nhân. Có người chồng nào quyết định thay đổi buổi sáng hôm nay không? Về chăm sóc vợ mình cái coi nào. Phải không ạ? Anh em sẽ xem nàng sẽ không còn im lặng nữa đâu, mà nở nụ cười từ sáng đến chiều. Chắc chắn luôn. Đó là sự thật ạ. Chắc chắn luôn. Thử đi à, điều đó sẽ thấy. Ai cũng cần một sự chăm sóc hết. Và điều tiếp theo tôi muốn nói ở đây đó, người lãnh đạo theo lòng của Chúa, ngoài cái chuyện phục vụ đó đó, anh chị em phải là một người kết nối liên tục với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không kết nối với Chúa, chúng ta sẽ không biết cái sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta sẽ không thấy được Đức Chúa Trời muốn mình làm điều gì và muốn mình hành xử nói ra sao, phục vụ như thế nào cho nó đúng. Cho nên người lãnh đạo theo lòng của Chúa là người có một đời sống phụ thuộc Chúa hoàn toàn, tức là một đời sống cầu nguyện đó anh chị em. Chúng ta hãy nhìn tấm gương Chúa Giê-xu sẽ thấy điều đó. Ai trong chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng Chúa Giê-xu là một lãnh đạo làm gương, một lãnh đạo đáng để chúng ta theo đuổi và học hỏi. Nhưng anh chị em xem Chúa Giê-xu của chúng ta, Ngài có một cung cách lãnh đạo khác hoàn toàn với những lãnh đạo thế tục. Những lãnh đạo thế tục không bao giờ biết cầu nguyện. Những lãnh đạo thế tục không bao giờ biết cầu hỏi ai hay là xin ý kiến ai. Họ có những sự kiêu ngạo trong đó. Nhưng những lãnh đạo cơ đốc, chúng ta cần phải hạ mình để xin ý kiến của Chúa. Ví dụ trong Mác chương 1 câu 35 chúng ta đọc thấy gì ở đó? Trời còn tờ mờ sáng, Chúa Giê-xu đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Tờ mờ sáng, Chúa đã đi vào nơi cầu nguyện. Trong Mác chương 6 câu 45 một lần nữa lại nói, Ngài tẻ ra và đi vào nơi vắng vẻ, và tại đó Ngài cầu nguyện. Anh em thấy không ạ? Đặc biệt ở trong Luca chương 6 câu 12 đến câu 16 có một câu chuyện rất là hay, và tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe câu chuyện này về tấm gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu, để chúng ta có thể phát triển được cái kỹ năng lãnh đạo trong gia đình của mình và trong hội thánh của Chúa. Tôi muốn nói với anh chị em rằng một lãnh đạo không cầu nguyện là một lãnh đạo phá nhiều hơn làm. Tại vì có một nhà truyền đạo nói rằng đời sống của chúng ta sẽ không bao giờ vượt cao hơn đời sống cầu nguyện của mình. Anh chị em cầu nguyện bao nhiêu, anh chị em sẽ thành tựu bấy nhiêu trong đời sống này. Cho nên mình là một người tin Chúa, nếu chúng ta đánh giá thấp đời sống cầu nguyện của mình thì đồng nghĩa với việc chúng ta không coi cái vai trò lãnh đạo mà Chúa đặt trên đời sống của mình là quan trọng. Khi chúng ta đặt vai trò lãnh đạo của mình là quan trọng thì chúng ta mới có đủ cái sự tỉnh thức, chúng ta đến gần Ngài và xin sự chỉ dẫn của Ngài. Vì Ngài là Chúa, Ngài là lãnh đạo tối thượng của chúng ta, Ngài là người
truyền cảm hứng, truyền sự chỉ dẫn cho chúng ta. Nếu chúng ta đánh mất đời sống cầu nguyện, đồng với chúng ta đánh mất vai trò lãnh đạo đích thực mà Chúa Trời đặt để trên đời sống của mình. Trong sách Luca chương 6 có chép một câu chuyện như thế này. Dạ. Từ câu thứ 12. Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Anh em thấy không ạ? Ở đây có một điều quan trọng, có một nhiệm vụ mà Chúa Giêsu phải làm, mà nhiệm vụ này được đặt trên vai của người lãnh đạo, đó là chọn lựa. Chắc chắn anh em trong gia đình, anh em phải có những quyết định. Trong hội thánh, anh em phải có những quyết định. Trong công việc, anh em phải có những quyết định. Và đôi khi những quyết định đó, tất cả người ta đang trông đợi vào tiếng nói của người lãnh đạo. Trong gia đình, các con và vợ đang chờ tiếng nói của người chồng. Trong hội thánh, tất cả các tín hữu và nhân sự đang chờ tiếng nói của mục sư. Trong đất nước, đang chờ tiếng nói của chủ tịch, của tổng thống, của thị trưởng, và ra những quyết định quan trọng. Và những quyết định đó ảnh hưởng không phải chỉ một mình người đó, ảnh hưởng toàn bộ những người ở phía dưới, ảnh hưởng cả tương lai, cả hiện tại, và những sứ mạng mà người đó chuẩn bị làm cho cộng đồng. Ở đây Chúa Giêsu có một nhiệm vụ, Ngài phải chọn những người kế thừa Ngài, Ngài phải chọn những người để rồi thay Ngài tiếp tục làm cái sứ mạng Đức Chúa Trời đã cử Ngài để. Và trước quyết định quan trọng đó, Chúa Giêsu làm gì anh chị em? Ngài đã thức thâu đêm để cầu nguyện. Đôi khi chúng ta không như Chúa. Trước những quyết định quan trọng, chúng ta không làm như Chúa, và đó là sai lầm. Phải không ạ? Trước những điều quan trọng của cuộc sống, chúng ta ít khi làm như Chúa, thức thâu đêm để cầu nguyện tìm kiếm Ngài và có những chỉ dẫn từ Đức Chúa Cha. Ngài chọn 12 sứ đồ và Ngài thức thâu đêm. Một đêm có 12 tiếng. Một tiếng Ngài dành cho một sứ đồ. Ngài nói với Đức Chúa Cha: rất nhiều người xung quanh con, bây giờ con phải chọn ai? Và Đức Chúa Cha sẽ chỉ cho. Nhất là Simon, Ngài đặt tên là Phi-rơ, Andre em ruột Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng, Philip, Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ, A-phê, Simon và Giu-đê. Ngài chọn đúng 12 người. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên tôi muốn nói với anh chị em một điều là, nếu anh chị em bây giờ ao ước trở thành một người được Ngài chọn lựa, được Ngài sử dụng, anh chị em ao ước trở thành một người có đúng vai trò ở trong gia đình, trong hội thánh, trong cộng đồng, anh chị em ơi, ngồi cái thái độ phục vụ, chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện. Tại sao hội thánh khô khan? Tại sao hội thánh thiếu quyền năng? Tại sao nhiều lãnh đạo sa ngã? Tại sao có nhiều điều rầy rà chia rẽ trong hội thánh? Tất cả bởi vì có những lãnh đạo không cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta không cầu nguyện với Chúa, chúng ta nói, chúng ta làm theo ý riêng của mình. Và từ đó sinh ra những sự sụp đổ. Sự cầu nguyện còn có một tầm quan trọng nữa anh chị em. Anh chị em nhớ rằng cách đây 2 tuần tôi có giảng bài giảng là nghe và thấy. Một người không bao giờ có thể nhận lãnh nếu không thấy và không nghe. Nhưng tôi nói với anh chị em rằng, một người phải cầu nguyện, gắn kết với Chúa, thì người đó mới có thể thấy và nghe. Tôi gọi đó là người lãnh đạo có khải tượng. Người lãnh đạo không có khải tượng nghĩa là người lãnh đạo không nhìn thấy gì cả. Tôi nói với anh chị em rằng, làm lãnh đạo là một người điều hành gia đình mình, cá nhân mình và hội thánh Chúa, hay bất cứ một công ty, một tổ chức nào, anh chị em phải là người thấy.
thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời trong đó. Điều đó tôi gọi là khải tượng. Khải tượng không phải là mơ mộng đâu. Khải tượng là một điều gì đó rất thực tế mà tấm lòng của Đức Chúa Trời phải được bày tỏ cho anh em mới được. Đó. Phải được bày tỏ. Nếu như tấm lòng của Chúa không được bày tỏ, chúng ta sẽ làm những điều mà Chúa không muốn mình làm. Chúng ta sẽ nói những điều Chúa không muốn mình nói. Chúng ta sẽ hành xử theo kiểu mình nghĩ là đúng, nhưng không phải đến từ Chúa. Anh em ơi, mình cần có một đời sống cầu nguyện gắn kết với Chúa. Để làm gì vậy ạ? Để nhìn thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời muốn gì trên mình, trên gia đình mình, trên hội thánh của mình. Và Chúa Giê-xu vẫn là tấm gương cho chúng ta. Mình sẽ đọc một vài đoạn để chúng ta thấy ra Chúa Giê-xu là người đó, người nhìn thấy. Ví dụ như trong sách Mác chương 6, trong sách Giăng chương 10 câu 18, Ma-thi-ơ chương 20 câu 28. Sách Giăng chương 10 câu 18 chép như thế này anh chị em. Sách Giăng chương 10 câu 18. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Anh chị em chú ý ha. Chúa Giê-xu nói rằng ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Ma-thi-ơ chương 20 câu 28. Chúng ta đọc lại một chút xíu cái câu này. Chương 28 nè. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Tại sao tôi đọc hai câu kinh thánh này cho anh chị em? Bởi vì tôi muốn nói cho anh chị em biết rằng Chúa Giê-xu đã nhìn thấy tấm lòng của Đức Chúa Cha từ những ngày đầu chức vụ của mình. Đó là ngày biết Đức Chúa Cha sai ngài đến để chết trên thập tự giá cứu chuộc nhiều người. 12 sứ đồ có biết không anh chị em? Không biết. 12 sứ đồ mà biết điều này từ trước á, chưa chắc họ đã theo. Theo chi người mà 3 năm sau sẽ chết. Họ nghĩ như vậy. Họ nghĩ Chúa Giê-xu sẽ sống mãi thôi, làm vua. Họ nghĩ như vậy. Từ ban đầu 12 sứ đồ nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ ngồi trên ngôi vua. Và Giăng ngồi bên phải, Gia-cơ ngồi bên trái, hai ông làm tể tướng. Cho nên hai ông tranh nhau. Hai ông tranh nhau là: ôi Chúa ơi, trong tất cả 12 tụi con thì đứa nào làm lớn nhất? Tranh nhau. Lúc nào cũng tranh nhau, ai làm lớn đây? Rồi thậm chí ông Giăng, ông Gia Cơ còn xúi mẹ mình đến xin Chúa một điều. Và Chúa mới nói: sao bà cứ thập thờ tập thuộc đó, bà xin cái gì? Thế thì mẹ mới đến lò dò đến: ôi thầy ơi, khi thầy được làm vua cho con tôi, đứa ngồi bên phải, đứa ngồi bên trái, xin cái điều đó. 12 sứ đồ không nhìn thấy khải tượng, nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy khải tượng. Chúa Giê-xu nhìn biết rằng cha sai đến, ngài đến là để chết. Cha sai ngài đến là để phục vụ. Cha sai ngài đến là để phó mạng sống mình, cứu chuộc nhiều người. Và Chúa Giê-xu đã sống cả một cuộc đời cho mục đích đó. Anh chị em ơi, nếu ngày hôm nay chúng ta đây không nhận lãnh được tấm lòng của Đức Chúa Trời muốn gì trên đời sống mình, chúng ta sẽ sống một cuộc đời không có mục tiêu. Đó là sự thật. Và muốn nhận lãnh điều đó, anh em à, hãy có một đời sống cầu nguyện mật thiết với Chúa. Hãy dám thức thâu đêm với Chúa. Hãy dám dành thời giờ ở riêng với Chúa. Hãy hỏi thẳng Đức Chúa Trời ơi, ngài muốn gì trên đời sống của con? Và anh chị em hãy chuẩn bị tâm trí của mình, chuẩn bị tấm lòng của mình,
chuẩn bị sẵn sàng để lắng nghe và làm theo bất cứ điều gì Chúa muốn. Thường thì chúng ta hỏi Chúa vậy thôi, nhưng mà chỉ chuẩn bị làm theo cái điều gì tốt thôi. Hỏi Chúa: Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì Chúa? Ta muốn con làm lãnh đạo mục sư hội thánh ngàn người. Hallelujah, vỗ tay, đúng không? Nhưng mà lỡ may Chúa nói: ta muốn con làm người quét dọn nhà thờ. Ô, thôi Chúa ơi, con chuyện này không được à. Không được, sai ai sai chứ con không làm chuyện này. Con là phải đứng ở vị trí khác à. Không à? Đôi khi chúng ta cầu Chúa nhưng mà lòng không sẵn sàng. Tôi muốn anh chị em hãy sẵn sàng như Chúa. Hãy sẵn sàng như Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu sẵn sàng chết. Chúa Giê-xu sẵn sàng bước lên thập tự giá, sẵn sàng phó mạng sống mình. Thậm chí có nhiều người ép Ngài làm vua, nhưng mà Ngài nói không, Cha đã sai ta đến để phó mạng sống ta, để làm giá chuộc cho nhiều người. Ngài từ chối lời đề nghị. Chúng ta đôi khi trong cuộc sống, nếu mình không có khải tượng, nếu mình không hiểu tấm lòng của Chúa, mình không đủ năng lực để từ chối những lời đề nghị của thế gian. Thế gian sẽ đề nghị anh em đứng vào vị trí này, đứng vào vị trí kia. Thế gian sẽ đề nghị anh em lợi lộc này, lợi lộc kia trong quá trình chúng ta hầu việc Ngài. Liệu nếu chúng ta không có khải tượng, mình có đủ năng lực để từ chối không? Nếu chúng ta không có tấm lòng của một lãnh đạo phục vụ, một lãnh đạo cầu nguyện, liệu chúng ta có đủ nghị lực để từ chối những sự đề nghị của thế gian không? Đây là câu hỏi rất lớn. Cho nên thưa anh chị em à, tôi muốn anh chị em trở thành một lãnh đạo phục vụ. Tôi muốn anh chị em trở thành một lãnh đạo cầu nguyện. Và tôi cũng muốn anh chị em trở thành một lãnh đạo nhìn thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ba điều này quan trọng vô cùng. Ba bước này khiến cho chúng ta có thể bước vào con đường mà Chúa chọn cho mình. Tôi biết anh chị em ở đây khao khát lắm. Chúa ơi, hãy dùng con. Chúa ơi, hãy sử dụng con. Chúa ơi, hãy làm cho con có thể làm được điều như Ngài làm. Chúa ơi, con muốn phát triển. Con muốn được mạnh mẽ. Con muốn được đầy ơn. Con muốn được làm điều nọ, điều kia. Nhưng chị em ơi, nếu nền tảng chúng ta không xây dựng được, thì Chúa chưa đặt chúng ta vào trên đó đâu. Cho nên ngay từ lúc này, tôi chia sẻ sứ điệp này có một mục đích. Đó là chuẩn bị tấm lòng anh chị em mình cho mùa gặt lớn sắp tới. Chuẩn bị tấm lòng anh chị em mình cho sự phấn hưng sắp tới. Chuẩn bị anh chị em mình cho những làn sóng mà nhà nhà người người sẽ biết đến phúc âm và tin nhận Chúa Giê-xu. Chúa sẽ sử dụng anh chị em mình như những trái đầu mùa. Để làm gì? Để cai trị à? Để thống trị à? Không, để phục vụ. Để chăm sóc những con người sẽ biết đến danh Ngài. Sẽ có hàng ngàn người đến với Chúa Giê-xu. Ai là người chăm sóc họ? Ai là người dạy đạo cho họ? Ai là người dẫn họ cầu nguyện? Ai là người giúp họ những bước đường đầu tiên để họ đi theo Chúa Giê-xu? Và kết quả, anh chị em mình sẽ ai? Anh chị em là trái đầu mùa. Trái đầu mùa Ngài chọn trên đất nước này cho những cuộc phấn hưng sắp tới. Nhưng anh chị em ơi, lãnh đạo không phải là cai trị, lãnh đạo không phải là trục lợi, lãnh đạo không phải là thống trị, lãnh đạo không phải là ngồi không làm gì, mà lãnh đạo là phục vụ nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, nắm bắt khải tượng nhiều hơn và bước đi với Chúa. Amen anh chị em. Và ba điều đó dẫn chúng ta đến một điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay. Đó là làm lãnh đạo không có nghĩa là không làm gì, mà làm lãnh đạo có nghĩa là tiếp tục làm việc. Điều này có thể khiến chúng ta sốc, đúng không? Nhiều người ngày hôm nay trong thế gian, ôi tôi cố gắng để bước lên vị trí cao hơn, cao hơn, cao hơn. Hỏi để làm chi vậy? Để ngồi không uống trà cho nó sướng. Mày Linh nó làm, Linh làm hết mà, ngồi không uống trà thôi. Phải không? Thế gian nghĩ vậy. Nhưng anh em à,
Chúa không nghĩ vậy. Tôi sẽ chứng minh điều đó trong Kinh Thánh cho anh chị em, để mình học tập và mình được nhiều thành quả hơn trong vương quốc đời đời của Ngài. À, tôi lấy ví dụ như thế này. Mát chương 6 câu 31, mình đọc mình sẽ thấy ở đây. Mát chương 6 câu 31, Mát chương 6 câu 31 chép dạy anh chị em. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. À, chúng ta hãy nhìn bối cảnh của Chúa Giêsu ha, đám đông quá đông, và ngài phải cầu nguyện chữa lành cho họ, giảng đạo cho họ từ sáng đến chiều, không nghỉ trưa, không thì giờ để ăn sáng, không thì giờ để ăn trưa, và không thì giờ để ăn tối. Ngài quá nhiều việc để làm cùng các sứ đồ. Và chắc chắn ngài chọn thêm 12 sứ đồ, ngài chọn thêm 70 môn đồ để giao việc cho họ. Anh em thấy bối cảnh đó rồi phải không ạ? Ngài chọn 12 sứ đồ giao việc cho họ, quyền phép cho họ, để họ có thể chữa lành đủ quỷ cho người khác. Ngài chọn 70 môn đồ cũng giao quyền phép cho họ, sức dầu cho họ, để họ đi và làm công việc đó. Và chắc chắn mình sẽ nghĩ sao ạ? Rồi, Chúa Giêsu khỏe rồi. Giờ ngài vào, ngài bắt đầu đắp chăn, ngài ngủ. Phải không ạ? Khỏe rồi, sai người ta làm hết rồi, cho nên mình cứ ngồi nhà thôi. Nhưng anh em à, trong Kinh Thánh không ghi rằng sau khi Chúa Giêsu sai những người đã đi và Chúa nghỉ ngơi. Không, tôi đọc anh chị em nghe. Tôi tìm câu Kinh Thánh đó và đọc cho anh chị em nghe. Dạ. Ở đây. Trong Văn chương 5 câu 17 là một câu mà nói rằng cha ta vẫn đang làm việc và ta vẫn đang làm việc bây giờ. Và có một câu Kinh Thánh nữa ở trong sách Matthew nói rằng sau khi Chúa Giêsu sai môn đồ đi đến làng mạc để chữa lành, cầu nguyện, giảng đạo, thì Ngài cũng sẽ đi đến những nơi đó. Tức là Ngài sai họ đi trước, nhưng mà Ngài sẽ đi sau họ để đến những nơi đó, giống như họ đến để họ làm dọn trước, dọn đường trước, và Chúa Giêsu đến để tiếp tục làm những công việc đó. 70 môn đồ đi, Chúa cũng làm y như vậy. Chúa sai họ đến những làng nọ, những thành kia để giảng phúc âm, để chữa lành người bệnh, đủ quỷ cho người ta, rồi Chúa Giêsu đi vào những cái làng đó sau họ. Chúa Giêsu cần người hơn, nhiều người hơn, nhưng không phải cần để Ngài nghỉ ngơi, mà cần để san sẻ công việc ra nhiều, để một mình Ngài có thể làm được nhiều việc hơn. Như vậy chúng ta học được cách của Chúa Giêsu là gì anh chị em? Người lãnh đạo không phải để có nhiều người cùng mình để mình được nghỉ ngơi, mà người lãnh đạo cần nhiều người để san sẻ công việc và làm được nhiều việc hơn. Đó là cách của Chúa Giêsu. Văn chương 5 câu 17 chép: như cha ta vẫn làm việc cho đến bây giờ thì ta cũng làm việc như vậy. Chúa làm việc không có ngày Sa-bát luôn. Chúa chữa lành người ta vào ngày Sa-bát. Mấy ông thầy thông giáo Pha-ri-si bảo thôi bắt Chúa đi, tại sao lại làm việc ngày này? Chúa nói không, cha ta vẫn đang làm việc và cho đến bây giờ ta vẫn đang làm. Chúa Giêsu vẫn đang làm việc, và cho đến tận ngày hôm nay giữa hội thánh này, anh chị em có tin rằng Chúa Giêsu vẫn đang làm việc qua Thánh Linh của Ngài không? Chúa vẫn đang làm việc. Mặc dù Ngài là một lãnh đạo, Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là vị vua tương lai, Ngài là Chúa muôn Chúa, Chúa các thần, nhưng mà Chúa vẫn đang làm việc để phục vụ nhiều người. Mặc dù hôm nay Ngài có hàng tỷ môn đồ của Ngài, nhưng Chúa vẫn đang làm việc. Cho nên tôi muốn thay đổi tâm trí của chúng ta một chút. Đó là gì ạ? Chúa đặt mình trong vị trí lãnh đạo không có nghĩa là để mình
nghỉ ngơi. Mà có nghĩa là để mình có thể làm được nhiều việc hơn. Anh em amen với điều đó không ạ? Làm được nhiều việc hơn. Bởi vì sao ạ? Mình có quyền nè, mình có con người nè, mình có tài nguyên nè, mình có thời gian nè, mình có đủ thứ hết. Và mình làm được việc nhiều hơn. Đó là mục đích đích thực của một người mà Đức Chúa Trời đặt ở vị trí lãnh đạo. Nó khác với thế gian hôm nay. Thế gian ngồi lên vị trí lãnh đạo là để làm gì ạ? Hưởng thụ nhiều hơn. Hưởng thụ nhiều hơn. Nhưng trong Chúa, đứng lên vị trí lãnh đạo là để được làm việc nhiều hơn. Đó là lý do tại sao khi Chúa kêu gọi Môi-se để cứu dân Do Thái ra, nói mất hai trang giấy, đúng không? Anh đầu đọc xuất Ai Cập ký chương 3 chương 4 anh em thấy Chúa nói với Môi-se, thuyết phục Môi-se mất hai trang giấy. Cuối cùng Môi-se phán câu xanh rờn: Chúa sai ai sai cho thôi, con chịu không làm được. Bởi vì ông biết được cái trách nhiệm của mình, ông biết được cái khối lượng công việc mà ông sẽ làm, ông biết được thế nào là làm lãnh đạo 2 triệu người dân. Và ông nói: từ hôm qua hôm kia cho đến hôm nay, môi miệng của con ngập ngừng, con không nói được. Thôi Chúa sai ai sai, chứ con thì chịu thua rồi, không làm được. Bởi vì ông hiểu rằng, anh chị em ơi, làm lãnh đạo là làm việc nhiều hơn. Xin Chúa giúp cho sứ điệp này thay đổi tâm trí chúng ta. Hỏi những người chồng, người vợ trong gia đình, hỏi những người giám đốc điều hành trong các công ty xí nghiệp, hỏi những người có những vị trí trong các hội thánh. Chúng ta mọi phận sự trong chức vụ hãy làm cho đầy đủ, hãy làm việc, hãy chịu khổ như một người giảng tin lành, hãy có sự tiết độ trong mọi sự. Câu kinh thánh thuộc lòng anh chị em đọc hôm nay phải không ạ? Đấy là lời của sứ đồ căn dặn một người mục sư tương lai. Hỡi con, hãy có tiết độ trong mọi sự, hãy làm việc, hãy chịu khổ của một làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự của chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Đó là người lãnh đạo. Chứ không phải mình trèo lên để rồi sao ạ? Không chịu trách nhiệm gì cả. Sai đâu mấy lính chịu. Bắt mang lính bỏ tàu, còn mình này không bỏ tàu, phải không ạ? Đó là kiểu thế gian. Nhưng anh em ơi, trong Chúa không như vậy. Tôi muốn hôm nay chúng ta thay đổi để hội thánh của Ngài được phát triển, để hội thánh của Ngài được đặt trên một nền tảng đúng, vì có những con người hiểu đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen chứ? Đó là điều mà chúng ta phải thay đổi. Nếu không thay đổi được điều này, chúng ta không thể xây dựng được hội thánh của Đức Chúa Trời đâu. Hội thánh của Chúa cần những lãnh đạo, nhưng những lãnh đạo đó phải là lãnh đạo theo lòng của Chúa, chứ không phải của thế gian. Có thể điều này khiến cho chúng ta hơi khó tiếp thu và cảm thấy nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình. Nhưng mà Chúa vẫn cảm động tôi nói cho anh chị em. Bởi vì Chúa muốn dùng cuộc đời của anh chị em. Bởi vì tôi đọc thấy trong lòng anh chị em khao khát được Đức Chúa Trời sử dụng áp ép. Và đó là lý do tôi phải nói sứ điệp này. Nếu anh chị em khao khát được Đức Chúa Trời sử dụng, hãy thay đổi cách nghĩ của mình về cái vai trò của mình trong vương quốc của Chúa. Anh em ơi, trong vương quốc của Chúa, người làm lớn là người phục vụ nhiều hơn. Làm tôi tớ, cầu nguyện nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, phải có trách nhiệm nhiều hơn, phải làm mọi điều mà phận sự của Chúa áp trên đời sống của mình, làm đầy đủ, không thiếu gì cả. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô nói:
hãy chịu cực khổ của người giảng tin lành. Chắc là nhiều vị đọc câu này thấy Phao-lô chẳng hiểu gì cả. Tôi thấy giảng tin lành sướng quá chừng, khổ gì đâu. Nhiều vị bảo ông Phao-lô lạc hậu quá. Thời nay là tôi giảng tin lành cứ đi Boeing với lại là Mercedes không à, phải không ạ? Có gì đâu mà khổ. Tôi vô một cái là có người xách cặp táp từ cổng đến vô, mà khổ cái gì đâu khổ. Lương này vẫn nhận đều đều, khổ đâu mà khổ, phải không ạ? Nhiều vị bảo ông Phao-lô lạc hậu quá. Chắc là kinh thánh này phải xé ra cái tờ này bỏ đi. Giống như câu chuyện tôi kể cũng hơi tiêu lâm tí xíu, nhưng mà nó cũng phản ánh cái thực trạng của cái sự là bội đạo ngày hôm nay. Có ông mục sư ghê, suốt ngày ông đứng giữa hội thánh ông giảng. Ông bảo ngày hôm nay Chúa Giêsu hết làm phép lạ rồi, Chúa không còn giải cứu chữa lành gì nữa, tất cả là quỷ làm. Có cô bé ngồi dưới kia, cô ấy nghe say sưa. Ông giảng khoảng một tuần về rồi đó. Thì một ngày nọ, ông đứng ngoài cổng, ông đón tín đồ, thì ông thấy cô bé cầm quyển kinh thánh còn cả hai cái bìa thôi. Hai bìa này. Xong là ông hỏi, cô bé nhỏ, cái quyển kinh thánh con sao còn hai bìa? Thế bé bảo, thì mục sư giảng là Chúa hết làm phép lạ, nhưng con về cái trang nào có phép lạ con xé con liền hết rồi, giờ còn hai cái bìa. Ông nói rồi, ông ba thôi xong rồi. Không ạ? Có những điều chép trong kinh thánh mà mình cố tình xé bỏ đi và làm cho cuộc đời mình chỉ còn hai cái bìa sách thôi, chẳng còn gì cả, trống rỗng. Trống rỗng phải không ạ? Đó. Cho nên chị em ơi, nói vui vậy thôi, nhưng tất cả chúng ta hãy tin thẩm quyền của kinh thánh. Amen. Hãy chịu khổ của người giảng tin lành. Đó là sự thật. Người nào hiểu được câu kinh thánh này thì sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong hội thánh. Sẽ thấy được rằng mình cần làm việc nhiều hơn cho Chúa. Mình cần phải cống hiến nhiều hơn cho Chúa. Mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để xây dựng vương quốc của Ngài. Và đó là công trạng của chúng ta trong cõi đời đời. Đời này không phải là nơi để hưởng thụ nha anh chị em. Đời này là nơi để rèn luyện và phục vụ. Và bằng cách đó chúng ta hãy tôn trọng thẩm quyền và lời dặn của sứ đồ. Khi tôi đọc công vụ sứ đồ, khi tôi đọc các thư tín kể về cuộc đời sứ đồ Phao-lô, anh chị em biết, có những lúc mình nằm mà nước mắt cứ chảy ra. Nói Chúa ơi, sao Chúa tìm được một sứ đồ tận tụy như thế này? Sao có một sứ đồ hy sinh tất cả vì vương quốc của Ngài như thế này? Anh em đọc đi sẽ thấy. Sứ đồ Phao-lô là một tấm gương của một người phục vụ, tấm gương của một người hy sinh không còn một cái gì cho vương quốc của Chúa. Hy sinh cả mạng sống của mình, tiền bạc, thời gian, tuổi trẻ, gia đình, tất cả sự nghiệp, tất cả ông đặt dưới chân hết. Để làm gì? Danh Chúa Giê-xu được tôn cao. Đó là tâm tình của một người lãnh đạo mà Chúa muốn tìm thấy trong hội thánh của Ngài ngày hôm nay. Anh em có muốn hội thánh Chúa phấn hưng không? Anh em có muốn nước Việt Nam mình được lên thiên đàng không? Hãy là những lãnh đạo theo lòng của Chúa. Tôi nói với anh chị em rằng Chúa có thể sử dụng bất cứ người nào. Chúa có thể sử dụng con lừa được, thì chúng ta là ai mà Chúa không dùng được? Cho nên Chúa dùng bất cứ người nào nếu người đó hiểu được tấm lòng của Ngài. Anh chị em ơi, hãy trở nên một lãnh đạo phục vụ. Amen. Hãy trở thành một lãnh đạo cầu nguyện. Amen. Hãy trở thành một lãnh đạo nhìn thấy tấm lòng của Chúa. Amen. Và hãy trở thành một lãnh đạo tiếp tục làm việc cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Đó là bốn điều tôi chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay. Amen. Cảm ơn Ngài. Anh chị em có nhận lãnh được điều gì hôm nay không? Mặc dù đôi khi những điều này nó ít liên quan, nhưng mà anh chị em tin đi, có lý do để tôi nói cho anh em điều này. Vì Chúa sắp dùng chúng ta làm việc lớn. Chúa sắp dùng chúng ta làm việc lớn.
thì chúng ta phải chuẩn bị tư thế của mình, tư thế của mình, trở thành những người tận tụy cho vương quốc của Đức Chúa Trời, hết lòng đã phục vụ Chúa thì chúng ta phải chịu khổ, phải hy sinh. Đó là sự thật đó. Trong Đức Chúa Trời không có danh, có lợi, có tiền bạc để tìm kiếm. Trong Đức Chúa Trời không có những sự đó. Nếu mình tìm những sự đó trong vương quốc của Đức Chúa Trời, mình tìm sai chỗ rồi. Sai rồi. Và nếu mình tìm điều đó trong hội thánh của Ngài thì gây ra thảm họa. Trong hội thánh của Ngài chỉ tìm kiếm tình yêu và sự phục vụ lẫn nhau. Amen cho em. Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này. Chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy, chúng ta cầu nguyện cho điều này anh chị em. Xin Chúa giúp đỡ hội thánh của Ngài.